và được biết rằng Santa Clara ban hành lệnh giảm thiểu rủi ro, cho phép nhiều hoạt động cũng như là các công ty được mở lại khi quận hạt chuyển sang ngạch màu cam. Đây là tin từ hạt Santa Clara. Giám đốc Sở Y tế Cộng đồng Santa Clara đã ban hành lệnh giảm thiểu rủi ro được sửa đổi, và lệnh này sẽ có hiệu lực khi quận hạt chuyển sang Tier 3 là ngạch màu cam của tiểu bang. Lệnh giảm thiểu rủi ro được sửa đổi đưa ra những quy định phù hợp với các quy định có ở trong ngạch màu cam của tiểu bang. Lệnh này cho phép tất cả các cơ sở kinh doanh trong quận hạt hoạt động trở lại nếu như tiểu bang cho phép, bao gồm cả ăn uống trong nhà và tụ họp trong nhà. Các hoạt động và kinh doanh sau đây hiện nay được phép tiếp tục, đó là tụ họp ngoài trời tối đa 200 người và tụ họp trong nhà tối đa 25% sức chứa của không gian nơi cuộc tụ họp diễn ra, hoặc là 100 người tùy theo số lượng nào ít hơn. Phục vụ dịch vụ trong nhà lên đến 25% sức chứa của nhà hàng, hoặc là 100 người tùy theo mức nào ít hơn. Để phù hợp hơn với các hạn chế của tiểu bang áp dụng cho từng quận hạt, thì Giám đốc Sở Y tế cũng có những sửa đổi bổ sung cho các chỉ thị bắt buộc cho từng ngành nghề trước khi quận hạt chuyển sang ngạch màu cam. Quận Santa Clara hiện nay vẫn còn nằm trong Tier 2 là ngạch màu đỏ của tiểu bang California, và nếu quận hạt này có thể duy trì được các chỉ số COVID-19 như hiện tại, tiểu bang có thể chỉ định quận hạt vào ngạch màu cam với ít hạn chế hơn, sớm nhất là vào ngày 13 tháng 10.